Báo điện tử VTC News đổi tên miền từ vtc.vn sang vtcnews.vn. Chiều 8 tháng 4, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin kết quả điều tra ban đầu vụ trẻ em bị thất lạc tại đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1 xảy ra hôm 3 tháng 4. Thông tin tại buổi họp báo, Đại tá Nguyễn Hải Phước, trưởng Công an quận 1 cho biết đã tìm được hai bé gái mất tích tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Theo kết quả điều tra, vào khoảng 20h30 ngày 3 tháng 4, Phạm Huỳnh Nhật Vi lợi dụng lúc hai bé Nguyễn Kiều Thảo My 7 tuổi và Lê Hoàng Thùy Linh 3 tuổi không có người trông coi tiếp cận, dẫn dụ hai bé đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8. Sau đó, Phạm Huỳnh Nhật Vi đặt xe taxi công nghệ đưa hai cháu bé về chung cư Sài Gòn Pearl, phường 22, quận Bình Thạnh. Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an quận 1, Công an quận Bình Thạnh rà soát, phát hiện Nhật Vi đang khống chế hai bé tại căn hộ 1005 Tháp Ruby, chung cư Sài Gòn Pearl. Lực lượng chức năng nhanh chóng bắt giữ Nhật Vi, giải cứu hai bé an toàn. Như vậy, chỉ chưa đầy 42 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã phá được vụ án, trao trả bé My và Linh về gia đình. Như VTC News đưa tin, vào 20 giờ ngày 3 tháng 4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, ngụ quận 7, cùng 4 con đứng ở khu vực số 1, đường Đồng Khởi, phường Bến Nghé để bán kẹo. Sau đó, chị đi gặp một người quen cách đó khoảng 100m. Hai bé gái Nguyễn Kiều Thảo My và Lê Hoàng Thùy Linh cùng nhau đi bán kẹo, còn bé gái 10 tuổi thì chăm sóc em gái 9 tháng tuổi. 30 phút sau, chị hốt hoảng bởi không thấy My và Linh đâu, chị chạy khắp nơi tìm kiếm nhưng không thấy.